Wow, hộp sáp màu này đẹp quá đi, mình muốn có nó. Mẹ ơi, mẹ ơi, mua cho con hộp sáp màu này đi mẹ. Nó có tới 24 màu lận á. Tuần này á, mẹ đã dẫn con đi ăn gà rán rồi, nên không thể mua sáp màu nữa nha. Nhưng mà nếu con ngoan, mẹ hứa tuần sau sẽ mua nè. Không, con muốn học sáp màu ngay bây giờ. Con muốn sáp màu. Kem, không được đòi hỏi vô lý nghe chưa con? Đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ nè. Kem ơi Kem, cậu bé đáng yêu. Bà gọi con hả? Đúng rồi, con vẫn giúp bà về nhà. Bà sẽ tặng cho con một món quà. Thật không bà? Vậy bà tặng con hộp sáp màu 24 màu có được không? Hộp này được không? Wow, đúng ngay hộp sáp con thích luôn. Vậy nhà bà ở đâu để con dẫn về cho? Đi theo bà. Nhà bà gần lắm. Ủa, con có thấy cái nhà nào đâu? Được con robot của hành tinh xanh rồi. Mình mau về hành tinh bóng đêm nghiên cứu thôi. Không, thả chú câu ra. Mình xin lỗi bạn, là do mình không cảnh giác. Không được đi, thả bạn tôi ra. Cái nhỏ này. Từ nay, bạn phải cảnh giác trước người lạ. Đừng ham quà mà bị họ dụ dỗ bắt đi nha Kem. Kem à, con xem mẹ có gì cho con nè. Tên tên tên. Bà lại giả mạo mẹ của tôi đúng không? Tôi cảnh giác lắm nha. Kem, là mẹ thật đó. Vậy mà con cứ tưởng bọn người xấu. Con cảm ơn mẹ nhiều.